Hello, bữa nay tôi cho tụi bay tham quan cái kho của gia đình ha. Gia đình của nhà, ok, để tôi biết ở đây là một cái kho chứa hàng tất cả các loại sản phẩm, thí dụ như bia, rượu, rồi mì, các nước mắm, tùm lum, nói chung là cái kho. Ở đây bắt đầu tôi vô mà thấy chắc không, kho bãi nè, vô đây. Thấy chưa, ở đây là trên này là nước mắm chin su gì tùm lum ở đó. Ở đây là bia đây từng tính là tính ngàn thùng nha, không có tính trăm nữa, đây tính ngàn thùng trong này đó. Đó, đây là cái kho của gia đình. Chừng nào người ta đặt hàng thì có xe tải người ta tới người ta giao. Ồ, đây đó. Đó. Đây. Thấy chưa? Còn vô sâu ở trong nữa. Đó. Đây. Bia, cái gì đây nè? Không biết. À, mì gói, mì ly. Đây, họ. À, đây là cái tiệm, đây là một kho tạp hóa cấp 1 của thành phố đấy. Gia đình này là gia đình cấp 1 đấy. Kinh khủng chưa? Đó, nhiều lắm, còn nữa, nhiều lắm. Đây, đây, cái kho đó, thấy giờ mày nghĩ mà uống hết một thùng không? Mà ở đây hơn khoảng mấy ngàn thùng, hết được không? Đó, nói như vậy, bước sống của người dân bình thường ở thành phố Hồ Chí Minh, đây là một người, đây là doanh nghiệp bình thường của gia đình thôi. Không có gì lớn lao lắm đâu, chờ mày coi. Được chưa? Còn nữa. Đó. Xe tải ha, mấy chiếc để mà chuẩn bị để mà ta đặt hàng là bắt đầu đi giao, giao luôn cái các tỉnh Đồng Nai, Biên Hòa, Long An, đủ thứ. Đó. Bên này nữa. Bên này nữa. Đây. Đây, nhiều vô số kể. Đây, đủ thứ. Đó. Đúng chưa? Đó. Khủng khiếp. Thấy chưa? Cái kho hàng lớn như vậy. Ở đây chỉ là một kho thôi nha. Ở đây mà, nhưng mà ở đây nhà gia đình này có bốn cái kho giống như vậy. À, bốn rìm. À. Đó. Đây, phía bên này. Bên này. Đó. Nói như vậy đi mà hiểu rằng người dân thành phố Hồ Chí Minh, người dân trong nước rất là hưởng một cái sự ưu ái và rất là sung túc về đề mặt đời sống. Bởi vì ngày hôm qua tôi đi Ion Mall, tôi nói mà họ mua một món đồ vài triệu bạc, họ không có đắn đo, không có gì cả. Là bởi vì vậy tất cả mọi người dân ở đây là mình thuộc dạng doanh nghiệp thì mình không nói, nhưng mà cái đời bực sống của người dân thì bình thường cũng rất là ok. Còn nữa, vô nữa, đây chỉ là một cái kho thôi nha. Quá trời quá đất. Nước suối, lũ thứ, tùm lo, mì, đồ, đây. Trà ô long cũng có luôn đó nha. Nói chung là tất cả đây. Đây. Ồ, thấy chưa, chắc như núi, chắc như cao như núi vậy đó. Đó, đó. Một ngày thu vài chục tỷ là chuyện bình thường. Chuyện bình thường. Đó là như vậy là bình thường. Ok. Hôm nay mình chỉ nói một vấn đề là coi như là đây là một doanh nghiệp mà của gia đình đó, bình thường thôi, của con nhỏ em đó, của gia đình đây. Thì ok, quay cho mọi người tham quan một chút xíu vậy thôi, không có cái gì lớn lao cả, để mình biết rằng cái mức sống của người dân thành phố càng ngày càng được nâng cao, nói vậy đó. Ok, rồi tạm biệt mọi người nha. Rồi.